Rồi em xin chào quý vị anh chị nha. Rồi tiếp tục về số của ngày chiều nay này. Chiều nay là sổ luôn nha anh chị. Gia Lai nè. Sổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai nha, thứ 6 ngày 5 tháng 4 năm 2024. Đó, 53 39 39 còn tạ thôi. 94 20 35 35 cũng còn một tà thôi quý vị. Còn một tà 90 72 76 17. Ở đây số nên thuận nha quý vị. Không tóm 21 nó nên thuận nha quý vị. 35 tà 39 53. Rồi thì hôm nay số ít nha anh chị, mình em quay xa cho anh chị mình xem nha. Cảm ơn quý vị xem video của em nha. Chúc anh chị may mắn phát lộc của lại chiều hôm nay nha. Anh chị mua vé số ghé Giang Hòn cho em ngay ông Bình Tịnh Đam Sơn Tịnh Quảng Ngãi nha anh chị. Đó. Cho anh chị mua tờ nha. Cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều nha.